Chào mọi người, lại là Lucy đây. Hôm nay Hà Nội lạnh quá mọi người ơi. Thời tiết này mà được ăn cái gì nóng nóng thì ngon hết nấc luôn. Nên là hôm nay mình đã chuẩn bị nguyên liệu để nấu bún này cả nhà. Hôm nay nhà mình có 4 người lớn nên nguyên liệu thế này là khá ổn rồi mọi người ạ. Giờ thì bắt tay vào sơ chế nào. Chỗ mọi người đang ở thời tiết thế nào? Hà Nội mấy ngày hôm nay lạnh mọi người ạ. Nên nấu cơm nhiều khi ăn được một nửa là cơm canh nguội lạnh không còn được ngon nữa. Những ngày như thế này thì mình thường đổi món, ăn đồ nóng như là bún, phở, miến, lẩu hay nướng, để cả nhà có một bữa tối thật là ngon miệng. Bún hôm nay thì phần nhân mình sẽ có đậu phụ chiên này, chả lá nốt, cá chiên và rau sống nha. Hương vị thì có thể không đặc biệt như ở tiệm đâu, nhưng mà đảm bảo sạch, no và vừa vị nha. Nước dùng thì tùy từng ngày, ví dụ như cuối tuần mà mình có thời gian thì mình sẽ hầm xương. Còn ngày hôm nay là ngày bình thường, đi làm về cũng không còn nhiều thời gian nữa, nên mình đã sử dụng thịt xay để nấu cho nhanh nha các mọi người. Thịt xay này thì mình sẽ chia ra một ít để nấu nước dùng, còn phần nhiều thì sẽ để làm chả lá nốt nha. Bây giờ bắt đầu nấu cùng mình nhé cả nhà. Một bên bếp thì mình sẽ nấu nước dùng, chuẩn bị cho 4 người ăn nên mình sẽ nấu nhiều nước dùng một xíu nha. Bên bếp còn lại thì mình sẽ chiên đậu. Sau khi chiên đậu xong mình sẽ chiên chả lá nốt và cuối cùng là chiên cá nha. Chiên như thế thì món sau sẽ không bị ảnh hưởng bởi mùi vị của món trước, mà lại tiết kiệm được thời gian và lượng dầu cần dùng cũng không quá nhiều. Chuẩn bị xong xuôi rồi, bây giờ thì mình sẽ cho nhân lên bún và chan nước dùng là đã có ngay một tô bún siêu ngon rồi cả nhà. Thank you.
Nước dùng này thì mình có cho thêm hành lá, thì là và một vài cái lá lốt còn dư ấy, mình thái nhỏ ra xong rồi cho vào khi mà nước dùng gần được rồi thì sẽ thơm và khử được mùi tanh của cá rất là tốt. Nước dùng thì mình sẽ để ở trên bếp như thế, ai ăn thì sẽ đun nóng lại và chan lên, thì đảm bảo lúc nào bát bún cũng sẽ nóng nha mọi người. Mời cô chú anh chị cùng ăn tối với gia đình mình nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Lucy. Mình sẽ quay trở lại với thật là nhiều nội dung hấp dẫn hơn nhé. Bye bye!